Kính thưa các đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường, các ban ngành đoàn thể, các điểm di tích, các đại biểu đơn vị bạn, các cán bộ khu phố, lãnh đạo khu phố và toàn thể bà con có mặt hôm nay. Trước hết, nhân dịp đầu xuân năm mới chuẩn bị tới, thay mặt cho ban các mặt trận, tôi xin các kính chúc gửi đến các đại biểu và toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới, gặp nhiều may mắn và an khang thịnh vượng. Kính thưa hội nghị, như bà Tâm đã có ý kiến với hội nghị, khu phố chúng ta từ xưa đến nay rất có truyền thống đồng thuận trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hoạt động tâm linh thể hiện trên rất nhiều khía cạnh, nhưng mà chỉ riêng việc mà chi hội người cao tuổi cùng lãnh đạo khu phố đi viếng đầy đủ các lăng lần đầu tiên trong phường đã chứng tỏ điều đó rồi. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta làm việc rất long trọng, như điều kiện rất tối thiểu của Hòa Tâm đã khẳng định, quan đáng ngoài việc có tâm linh, có phẩm chất, có năng lực, có nhiệt tình trách nhiệm thì còn phải có tín nhiệm cao và được nhân dân tiến cử. Vì vậy, ban công tác mặt trận khu phố sau khi nghe ý kiến giới thiệu của chi hội người cao tuổi khu phố và hôm nay trước hội nghị, trước các đồng chí lãnh đạo cấp trên, trước toàn thể các cụ, các bác, ông, các bà, ban công tác mặt trận xin tiến cử với hội nghị người làm đảm nhiệm nhiệm vụ quan đáo của làng Đình Bảng năm Mậu Tuất 2018 là ông Nguyễn Hữu Thành, chồng của bà Nguyễn Thị Trang, con trai của bà Nguyễn Thị Xỉu. Hôm nay chúng tôi cũng có mời gia đình tới dự, như bà Xỉu mệt xin phép có mặt. Và có mặt hôm nay ngoài ông bà Thành Trang thì cháu Nguyễn Hữu Cường, con trai lớn và cháu đích tôn của cụ Xỉu cũng có mặt. Xin hội nghị cho mặt đây. Tôi xin nhắc lại, ban các mặt trận chiều theo đề nghị của trưởng khu phố xin giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo cấp trên, giới thiệu với toàn thể hội nghị tiến cử ông Nguyễn Hữu Thành đảm nhiệm nhiệm vụ quan đáo làng Đình Bảng xuân năm Mậu Tuất 2018. Xin ý kiến của hội nghị và các đồng chí lãnh đạo cấp trên. Như vậy chúng ta có sự đồng thuận rất cao và rất khẩn trương. Trước khi thí nghiệm của tập thể, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thành lên phát biểu ý kiến, thể hiện phần trách nhiệm của mình. Xin kính mời ông.